những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Lâm Viễn Dạ đón sinh nhật ấm cúng bên dàn sao Việt. Không chỉ đón tuổi mới ở chuyến du lịch cùng Hứa Minh Đạt và hai con trai, mới đây nữ diễn viên hài đã được đồng nghiệp tổ chức sinh nhật và chuẩn bị quà tặng. Lâm Viễn Dạ, một trong những nữ diễn viên hài quen thuộc trong showbiz Việt, hiện tại người đẹp còn tham gia các chương trình game show và có mối quan hệ thân thiết với khá nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh đó, tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên hài bên ông xã Hứa Minh Đạt đã tròn 10 năm, khiến không ít đồng nghiệp khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi đã trải qua một thập kỷ gắn bó, có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Giờ đây, họ đã nhận được sự yêu mến của khán giả khi xuất hiện cùng nhau tại các chương trình truyền hình. Gia đình hạnh phúc của cặp đôi làng hài Việt bên hai nhóc tỳ đáng yêu. Trương Thế Vinh tặng quà cho Lâm Vĩ Dạ. Mới đây trên trang cá nhân, bà mẹ hai con vô cùng bất ngờ khi được đồng nghiệp tổ chức sinh nhật muộn. Theo đó, người đẹp còn được đàn anh Trương Thế Vinh chuẩn bị món quà để tặng. Lâm Vĩ Dạ hạnh phúc viết, hậu sinh nhật cùng đồng bọn, không gian đẹp và thức ăn ngon. Dù đã qua ngày đặc biệt nhưng Hứa Minh Đạt cùng đồng nghiệp làm điều bất ngờ cho cô. Cuộc hội ngộ của các thành viên trong nhóm Bảy Nụ Cười Xuân trong bữa tiệc khiến nhiều khán giả thích thú. Nam diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa cũng tạo ra nhiều điều bất ngờ dành cho bà xã của mình trong những dịp đặc biệt. Chụp ảnh cùng hai đồng nghiệp, bà mẹ hai con không thua kém ai. Linh Dương Lan Ngọc viết trên trang cá nhân, nay nhẹ nhàng bên nhau. Cả nhóm đã có bữa ăn tối ấm cúng. Trong lần tụ họp này, điều đáng chú ý chính trong khung ảnh là Thúy Ngân, Trương Thế Vinh thoải mái cùng nhau đi dự sinh nhật của nữ diễn viên hài sau nhiều tin đồn hẹn hò. Trương Thế Vinh còn thay mặt mọi người chuẩn bị cho bà xã Hứa Minh Đạt món quà được gói vào hộp cẩn thận. Lâm Vĩ Dạ đón tuổi mới bên gia đình. Vừa qua cô cũng đón sinh nhật bên gia đình trong chuyến du lịch tại Vũng Tàu. Theo đó, ở loạt ảnh mẹ của bánh bì xá xị không giấu được niềm vui, liên tục nở nụ cười rạng rỡ bên ông xã cùng hai cậu con trai. Đón tuổi 31 của Lâm Vĩ Dạ, cô được ông xã chơi lớn khi tổ chức tại một resort 5 sao sang trọng, trang trí hoành tráng bên trong căn phòng. Bên cạnh gia đình, Châu Đăng Khoa là người em thân thiết của cặp đôi cũng góp mặt. Bố mẹ chồng của người đẹp cũng tham dự. Từ bao lâu nay, vào những dịp đặc biệt hay ngày kỷ niệm, Hứa Minh Đạt luôn khiến vợ bất ngờ. Anh nhiều lần nhắn nhủ ngọt ngào đến người phụ nữ bên cạnh, khiến không ít khán giả ghen tị. Bà mẹ hai con xúc động khi ông xã chu đáo tổ chức và trang trí nhiều bóng bay như thế này. Bước sang tuổi 31, nữ diễn viên hài vô cùng viên mãn hạnh phúc khi có cuộc sống sung túc ở hiện tại. Sau nhiều khó khăn trong cuộc sống, cặp đôi đã trải qua tròn một thập kỷ gắn bó nhau. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc sang tuổi mới, bà xã Hứa Minh Đạt sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong nghệ thuật.